Một người đàn ông sử dụng cung tên đã sát hại một số nạn nhân và làm bị thương nhiều người khác ở thị trấn Kongsberg thuộc khu vực đông nam của Na Uy hôm 13 tháng 10. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Oyvind As, sĩ quan cảnh sát địa phương thông báo xác nhận có một số người bị thương và cũng có một số người bị sát hại trong vụ việc này. Đối tượng gây ra hành động này đã bị cảnh sát bắt giữ. Từ thông tin mà chúng tôi có được, nghi phạm thực hiện hành động một mình. Chúng tôi đang sâu chuỗi các sự kiện để xem liệu đây có phải hành động khủng bố hay không. Người đàn ông bị bắt vẫn chưa được thẩm vấn nên còn quá sớm để nói về động cơ gây án. Hiện động cơ của vụ tấn công nêu trên đang được điều tra làm rõ, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. Trong thông báo mới nhất, có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công nêu trên. Cùng ngày, cơ quan chức năng ra thông báo yêu cầu người dân ở trong nhà và hạn chế đi lại ở một số khu vực có liên quan đến vụ tấn công. Trong khi đó, máy bay trực thăng và một đội giả phá bom mìn cũng được điều tới hiện trường vụ việc.